Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 5 tháng 12, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, khoảng ngày 6 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4. Ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Trên biển, từ trưa và chiều ngày 6 tháng 12, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 đến 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Từ chiều và đêm cùng ngày, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm từ ngày 6 đến 7 tháng 12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.